Caro, caro bà con ơi, caro ở đồng ruộng mà bà con đã biết hết rồi phải không bà con? Caro là ăn rất tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ tiền. Nhưng mà có một số người, một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn caro để cho nó tốt cho sức khỏe nha bà con. Chứ ăn caro vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bà con ơi. Đó là những người không nên ăn caro bà con à. Đó là bệnh hen suyễn, xương khớp, viêm trong cơ thể, ung thư. Và có bệnh ung thư thì vui lòng đừng ăn caro. Nó không tốt gì cho sức khỏe mà nguy hại cho chứng bệnh của mình. Là caro không nên ăn là những người đó. Và còn caro còn lại là nó tốt. Nó tốt cho nhiều người ăn à, nó, caro nó có nhiều protein à, acid omega 3. Nó tốt cho hệ tim mạch, mắt, hệ thần kinh. Ờ, cá ăn rất mạnh ở các nước biển, nước ngọt, nước đồng, nước ruộng, nước cống rãnh. Ta ăn một ngày một con, ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp bà con ơi. Bà con ơi, kênh của chúng tôi, kênh Võ Sư Hải, ngày nào cũng nói về 4 video sức khỏe và đời sống. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi và video chúng tôi sớm đến với bà con nha bà con. Đồng thời bà con chia sẻ vui vẻ mạnh khỏe để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con à, caro những người và những bệnh thế này không nên ăn, không nên ăn. Là bệnh hen suyễn, xương khớp, viêm trong cơ thể, ung thư, có bệnh ung thư là không nên ăn. Còn ngoài ra, còn lại là tốt hết. Vì caro nó có nhiều protein, acid omega 3, tốt cho hệ tim mạch, mắt, hệ thần kinh. Cá rất mạnh nha bà con. Cá nó rất mạnh, nó sống ở nước biển, nước ngọt, nước đồng, nước ruộng, nước cống rãnh. Nhưng mà khi tốt thì tốt chứ không ăn được nhiều. Một ngày ăn một con thôi. Ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn. Bà con ơi, có thấy được, vui lòng đăng ký đi, chia sẻ mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Và video sớm đến với bà con. Đăng ký đi bà con ơi, chia sẻ đi bà con ơi. Video sớm đến nha. Chào bà con.